Xin chào các bạn, ngày hôm nay Smart Review sẽ đáp hộp cho các bạn về những cái con suite của cái thương hiệu Cisco. Đây là một thương hiệu khá là cao cấp trong cái thiết bị mạng. Thì như bạn đã biết rồi thì thực ra thì những cái con suite này thì rất ít người đáp hộp nó. Nhưng tại sao mình đáp hộp? Thực ra thì vẫn có rất nhiều người ta không xem ảnh thôi, người ta vẫn chưa đủ, người ta muốn xem trực tiếp video, xem cái hình dáng, ngoại hình, kích cỡ của cái con này nó thực chất như nào. Thì hôm nay thì thực ra thì mình cũng làm rất nhiều rồi, nhưng mà cũng hôm nay thì tiện đây thì có hàng sẵn, mình sẽ đáp hộp thử cho các bạn một số những cái dòng suite Cisco 8 port, 24 port để các bạn tham khảo thêm. Thì ở đây mình sẽ có cái mã, như các bạn là cái mã khá phổ biến, SG95D08. Thì thực ra thì SG viết tắt của switch gigabit thôi, gigabit. Con này là desktop switch, có nghĩa là con này chỉ để bàn thôi, không có tay bắt rách nha các bạn, chỉ để bàn thôi. SG95D08 đây là cái mã mới nhất của cái dòng Cisco Combo 8 port. Đấy, đây là cái, đây là dòng gigabit nhá, nên nó gọi SG. Còn lại cái dòng thấp hơn thì nó là tốc độ 10/100 ấy, nó không phải gigabit thì nó là sẽ là SF fast internet, còn SG là gigabit ethernet các bạn. Con này thì nó khá nhẹ thôi bởi vì nó vỏ nhựa. Duy nhất cái dòng Cisco Combo thì có cái con này vỏ nhựa thôi, còn lại tất cả vỏ sắt hợp kim cả. Các bạn có thể thấy rằng là đóng gói thì khá là nhẹ thôi, nhẹ nhàng. Rồi, con này dùng để làm gì? Thì con switch thì các bạn biết rồi, thì nó là để mở rộng. Khi mà mình có quá nhiều cái cổng LAN, mà con router thì rất ít cổng LAN, thì mình phải mở rộng thêm switch. Thì để bạn có thể cắm laptop, PC, IP, phone, camera, các thứ minh tinh. Thì Cisco là cái thương hiệu khá là cao cấp. Với cái dòng Cisco Combo, đây là dòng switch giá rẻ của Cisco rồi, nhưng mà nó khá là cao cấp so với những cái thương hiệu khác. Ok, nói thế thôi thì mình sẽ mở hộp cho các bạn nha. Rồi, con này có một cái hướng dẫn sử dụng, một cái adapter. Con này là khá nhỏ nên là sẽ có adapter nguồn 12V đó, còn hai cái ốc nếu các bạn cần nở nữa, nếu các bạn bắt được. Rồi, con này được đóng gói xem nào. Trong nhà mưa nó khá nhẹ thôi. Mình đã nói thì nó là cái vỏ nhựa mà, vỏ nhựa. Rồi các bạn có thể xem con này có nhựa, hai bên là tản nhiệt nha, hai bên tản nhiệt sau có một cái cổng cấp nguồn 12V. Rồi phía trước là gì? Con này thì có duy nhất một cái đèn power thôi và tám cái cổng bằng đồng gigabit, đó, đều có hai đèn cả. Cái đèn này thì nó sẽ báo là uplink hay không, và nó sẽ báo thêm nữa là cái tốc độ mạng 10/100 hay là gigabit thì nó sẽ báo đèn ở đây đó. Thì các bạn nhìn vào cái đèn báo thì các bạn sẽ thấy được là cái tốc độ nó bao nhiêu và cái cổng này có uplink hay không, có nghĩa là cái thiết bị có cắm vào hay không đó. Cái con này thì nó không ghi rõ cổng nào là cổng link đâu, thực ra thì các bạn cắm cái nào cũng được, nó không nhất thiết. Nhưng mà theo mình thì các bạn có thể cắm con port 1 hoặc port 8 là cổng link thì mình, còn là cái cổng port khác thì tụi mình quy hoạch nó lại để cắm cổng LAN. Con này khá nhẹ khá nhỏ thì thực ra thì con này bây giờ giá nó dao động khoảng trên dưới 1 triệu, cũng khá là chát nha các bạn. Nếu mà so với những dòng switch TP-Link hoặc là những cái con khác, những vỏ nhựa thì sự con này khá là chát rồi. Chỉ có duy nhất với cái dòng 8 port này thì có cái dòng xít minh xít thì giá nó thấp hơn một chút, mà vỏ nó cũng vỏ hợp kim thôi, con này vỏ nhựa. Rồi nó ở phía dưới thì cũng có cho cái bạn đế hai để các bạn có thể treo tường đó, và 4 chân để kênh lên một chút để các bạn để bàn. Thì con này là dòng thuộc dòng unmanaged switch, có nghĩa là gì? Là switch không quản lý thì không cấu hình, không quản lý gì cả, cứ cắm là chạy, nó tất cả nó cùng một Việt Nam chuyển suýt thôi, cắm là chạy đó. Thì với những cái nhu cầu nhỏ cho bạn sử dụng những cái dòng này thì cứ cắm là chạy, không cần chia Việt Nam, không phải những tính năng gì của suýt đặc biệt cả. Rồi đấy là cái con NS, cái con
À, như vậy là các bạn có thể ngó qua một chút về cái con SG95D số 80, cái mã mới nhất bây giờ, vỏ nhựa. Bây giờ mình sẽ đập thêm cho các bạn một con nữa. Mình không muốn tách làm hai video đâu, bởi vì thực ra thì cái suýt này thì đập hộp thì các bạn chỉ để ngắm nghía tí thôi, cho nó thích thôi, chứ còn những cái tính năng của dòng này thì cũng không có gì đặc biệt. Đó, mình sẽ đập cho bạn một con nữa, cái con nó cao hơn. Đập hộp cho bạn một con nó cao hơn. Các bạn. Đó, cái con này thì nó là cũng thuộc cái dòng Unmanned Suit, nhưng mà nó là SG95D 95-24, 95-8 thì nó 8 port, 95-24 là 24 port. Rồi, đây là cái vỏ hộp của nó, kích thước khoảng 30x40. Nó cũng khá nhẹ thôi, không nặng lắm. Cái vỏ này thì vỏ truyền thống của Sico Combo rồi. Logo lúc nào màu đen nha. Con này cũng là gigabit hết, các bạn cứ để ý là cứ SF này là 10-100, còn SG là 10.000. Thì đập hộp con này thì các bạn có thể thấy rằng là con này thì không dùng adapter, nó dùng nguồn trực tiếp luôn, cắm dây nguồn luôn. Và con này tất nhiên là thiết kế để bắt lách, có 24 cổng để bắt lách rồi, nó sẽ có một cái tai bắt lách. Về kích cỡ thì con này nó cũng khá nhỏ thôi, kích thước 1U. 1U nghĩa là gì? 1U nghĩa là 1U ở trong cái tủ rách ấy. Thì tủ rách người ta tính theo U, theo U là inch. Thì con này sẽ cắm, sẽ mất 1U trong tủ rách. Đó, nó sẽ có giấy kèm theo thôi, nên mình bỏ ra để mình bắt luôn giấy nha. Bóc luôn một suýt ra. Thực ra hôm nay mình mua mấy con nhiều, 3-4 con 8 port, 6-7 con 24 port. Bền đầy nặng quá, mình muốn bền thì nhiều. Thì các bạn thì thấy rằng là con này thì vỏ sắt nha, hợp kim, tản nhiệt khá lớn. Con này thì cũng không có quạt luôn, chỉ có khay tản nhiệt thôi, và nó sẽ thiết kế là cái bộ tản nhiệt hợp kim lớn để tản nhiệt để tránh ổn. Bây giờ các hãng thì thường sẽ thiết kế tản nhiệt lớn để tránh nhiệt, để tản nhiệt tốt hơn thay vì là quạt để ổn. Thì mặt trước con này thì có một đèn power 24 cổng đồng, cũng có đèn hai đèn báo như mình nói vừa rồi. Đặc biệt cái mã này mới ra thì Sico mới thiết kế thêm hai cái cổng mô-đun quang SFP, cũng gigabit luôn. Đó, các bạn thì thấy là hai cổng luôn. Kích thước con này khá nhỏ thôi, nó khoảng rơi vào khoảng 25 phân nhân với lại 15 phân. Đó. Và cái tai rack nó sẽ dài hơn chút. Con này thì chỉ có duy nhất cái điều mình thích ở này nó là nó có thêm hai cổng này. Hai cổng SFP này các bạn để ninh quang thì rất là hay. Với những cái dòng mà Unmanned thì thường thường sẽ không có hai cổng này đâu. Bây giờ thì cái mã này khá mới nên Sico thiết kế thêm hai cổng này nữa. Rồi, nói chung là nhìn cái logo Sico là đã phê rồi đúng không các bạn? Thực ra thì giá thì rất là chát, nhưng mà hàng thì sử dụng rất là bền và tốt. Theo cái kinh nghiệm của mình là như thế. Và thực tế nó cũng như thế luôn. Tất nhiên là tiền nào của đấy thôi, nhưng mà nhiều khi với những cái doanh nghiệp nhỏ mà mua những cái con này thì nhiều khi người cái tiền ta cứ kêu là sao nó đắt thế, nó đắt hơn TV nhiều thế. Thì thực ra thì theo mình ý, một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nếu mình đã đầu tư ở dài hạn thì mình nên mua những cái con tầm thương hiệu tầm trung. Các cái thương hiệu tầm trung như là Ninsit hoặc là Sico Combo, thì đấy là những cái thương hiệu tầm trung mà bảo hành cũng như là chất lượng sản phẩm khá là tốt. Tất nhiên là giá thành nó sẽ cao một chút so với những dòng phổ thông, nhưng mà thực ra thì với những cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ, các bạn đầu tư dài hạn 5 đến 10 năm thì mình khuyên là nên đầu tư những cái dòng này. Tất nhiên là những cái dòng này nó còn thấp nha các bạn, nó chỉ là dành cho doanh nghiệp SMB thôi, vừa và nhỏ thôi. Còn cái Sico dòng Enterprise giá rất là cao. Thì theo mình thì mình nên đầu tư những cái dòng này của Ninsit, của Sico. Thứ nhất là về cái chất lượng sản phẩm họ sẽ tốt, mà nó chạy bền bỉ khoảng 5 đến thậm chí 10 năm mới chưa hỏng. Mà các bạn nên cũng nên mua những dòng có gigabit, được mua 10-100, bởi vì những cái dòng PC
của mình thì hầu hết là bây giờ cái cả cái đều game biết hết rồi, mình mua 100 thì 3-4 năm nữa thì thực sự là không xài được, tự nhiên là mình bị bóp cái cổ của mình thôi. Mà lúc đấy thì mình bỏ đi mình mua một cái con mới thì thực sự là cái chi phí nó sẽ cao hơn tiền hơn mà. Nên là ban đầu thì theo mình với những doanh nghiệp vừa nhỏ thì mua những cái sản phẩm SMB, small medium business, thì những cái sản phẩm dành cho SMB. Ok. Thì rồi cái clip này thì như mình đã nói ngay từ đầu thì những cái dòng này là dòng ăn manít thôi. Mình review cho bạn thôi để các bạn ngó nghiến xem là cái Cisco này nó ngoại hình hình dáng kích thước như thế nào, tại sao mà nó đắt hơn những cái con khác. Thực ra thì về cái giá thành ấy, giá thành nó cũng là linh kiện thôi, thì linh kiện nhập đắt hơn, tốt hơn thì nó sẽ đội chi phí lên. Các bạn hiểu nôm na như thế. Tất nhiên là về cái thương hiệu, về công nghệ thì Linksys hoặc là Cisco thì vẫn là những công nghệ hàng đầu rồi. Ok, thì ở cái video này thì mình chỉ review sơ qua về cái ngoại hình các thứ thôi, vì cái dòng này nó là Harmonix, nó cũng không quản lý gì cả, không thể cấu hình cài đặt gì cả, nhưng mình cũng không review cấu hình hay là gì cả. Thì, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.